Hello, xin chào quý vị các bạn và chào mừng các bạn trở lại với Darren Canada và mình là Darren. Hôm nay mình sẽ nói về một đề tài, đó chính là tại sao những người đàn ông Việt Kiều lại thích đi về Việt Nam một mình hay là đi du lịch bất cứ nơi nào. Và trong video đợt trước mình có nói đến những lý do tại sao những người vợ Việt Nam không muốn chồng của mình đi về Nam một mình, thì các bạn rất là thích video đó. Hôm nay mình sẽ làm là phần 2, là lý do tại sao đàn ông lại chọn đi về một mình, nó có những cái lợi thế gì và tại sao người ta lại chọn cái phương pháp này. Các bạn muốn tìm hiểu hơn thì xin hãy xem đến cuối phần video nhé. Và lý do đầu tiên đó chính là họ có thể đi bất cứ nơi nào, nó thoải mái và dễ dàng hơn. Thì để mình giải thích, ví dụ như nếu mà các bạn có từng đi chơi với người nào đó và mỗi lần đi ra ngoài thì mình phải chuẩn bị, thường xuyên một trong hai người sẽ chuẩn bị lâu hơn người kia, đúng không? Mà đa số là đó là những cái bạn nữ, tại vì make up hay là mặc đồ gì đó bình thường thì những bạn nam chuẩn bị thì rất là đơn giản và nhanh chóng. Thì nếu mà chúng ta đi một mình thì khi mà chuẩn bị xong thì ra ngoài không cần phải chờ đợi ai hết. Hay là mình đi vào một cái nơi nào đó đi chơi, đi ăn, thì nói chung là mình cứ đi và khi nào xong thì mình có thể đi một nơi khác hay đi về tùy theo mình. Nó rất là dễ dàng mà không cần phải chờ đợi hay là xin phép ai hết. Cho nên nếu mà chúng ta đi chung với ví dụ như là vợ của mình, thì nếu bạn bè rủ đi ăn hay đi nhậu gì đó, nhiều khi vợ cũng không có cho mình đi đúng không? Cho nên là nếu mà đi một mình thì nó tiện hơn một cái là mình có thể tự quyết định là mình có thể đi đâu hay là đi mấy giờ và đi chơi khi nào về, thì nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Một cái điều nữa là ví dụ như chúng ta có thể đi tới những cái nơi nào đó mà không có thích hợp với người kia. Ví dụ như là mình muốn đi chùa nhưng mà người kia có thể là đi theo một cái đạo nào khác mà nó không thích hợp hay là họ không có thoải mái để đi chung với mình, thì mình phải thay đổi kế hoạch. Hoặc là một trường hợp mà Darren đi chơi với một người bạn, mình đi vào một quán bar khá là cao cấp mà hôm đó thì người bạn mình mặc cái quần jean theo kiểu fashion thời trang á, nó bị rách tùm lum á, và bạn mình không có vào được, thì đương nhiên là hai đứa phải chọn đi một cái nơi khác. Thì nhiều khi mình đi một mình á thì nó đơn giản lắm, mình chọn cái nơi nào đó thích thì mình đi, không thích thì đi chỗ khác, thì tự quyết định, nó rất là dễ dàng, nhanh chóng và nó không có bị nhức đầu. Và lý do thứ hai đó chính là đi chơi một mình rẻ tiền hơn. Các bạn có thể là ngồi đó suy nghĩ là ủa, đi hai người á đáng lẽ phải rẻ hơn chứ. Có nghĩa là nếu mình ở phòng khách sạn có thể là chia đôi, hay đi ăn á mình kêu hai ba món gì đó ăn không hết thì có một người khác ăn chung, thì cái số tiền nó chia đôi thì đương nhiên nó rẻ hơn, đúng không? Nhưng thật sự thì không. Cái lý do là những người đàn ông đi chơi một mình rất là đơn giản. Thì Dan sẽ nói về trường hợp cá nhân riêng của mình. Ví dụ như mình đi chơi cái nơi nào đó ở Việt Nam và mình đi tham quan và tình cờ đi ngang có một cô bán bún riêu, bún mắm gì đó, mình có thể thích và mình tạt vào ngồi ăn. Nó rất là ngon mà giá cả nhiều khi không có mắc nữa. Nhưng ví dụ như là mình đang đi với một bạn nữ nào đó, có thể là hôm đó bạn mặc đồ rất là đẹp hay là mặc váy, thì khi ngồi xuống những cái ghế đó nó không có tiện khi mà người phụ nữ đang mặc váy hay là mặc cái đồ nào đó dễ thương, đẹp hay là sang trọng. Nhiều khi mình nghĩ chỗ này nó không có xứng đáng hay là không có sạch sẽ gì đó. Và nói chung là nhiều khi cái bạn nữ đó rất là dễ tính và nói là ok sao cũng được, nhưng mà mình nghĩ là mình nên dẫn cái người đó, không phải là mình cần thiết, nhưng mà mình nghĩ là mình nên lịch sự để mà dẫn người bạn đi cái nơi nào đó nó sang trọng hơn. Cho nên cuối cùng là chúng ta có thể đi vào nhà hàng, hay là các bạn nào muốn chơi sang chút xíu thì có thể đi vào là Reverie, là Rex Hotel, những cái nơi khách sạn 5 sao gì đó, thì cuối cùng là cái giá tiền nó cũng sẽ nâng lên gấp bội. Và cái trường hợp này chúng ta có thể nói đến khách sạn. Ví dụ như là mình đi một mình thì mình mướn khách sạn nào cũng được, thoải mái, ngay trung tâm, tiện, những cái nơi mình thích đi á, ok, ngủ được thoải mái, sạch sẽ là ok rồi. Nhưng mà nhiều khi mình đi với một người bạn khác đó, thì nếu mà ở cái phòng đó, ví dụ như phòng đó là 600 ngàn, thì hai người ở thì tính ra mỗi người chỉ 300 ngàn thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta nghĩ là ô, cái chỗ này nó không có xứng đáng, hay là đi chơi với một người nào đó, thì mình nghĩ là mình nên mướn cái phòng nào nó đẹp hơn. Cho nên cuối cùng là các bạn sẽ đi vào những cái nơi nào sang trọng hơn, nhiều khi là 2-3 triệu một đêm, nhiều khi đến 5-6 triệu cũng có. Còn ví dụ cuối cùng là nếu mà chúng ta lỡ đi chơi với một bạn nữ nào mà tiếng Anh gọi là shopaholic, tức là những người nào mà thích đi mua sắm, nhất là những cái đồ hàng hiệu, thì chúng ta sẽ bị cháy túi. Tại vì khi mà đi vào shopping mall,
thì những bạn rất là thích mua những món đồ này đồ kia, và nhiều khi chúng ta cũng giúp bạn đó trả tiền món này món kia, hoặc là nếu mà không bạn đó tự trả tiền thì mình đi chung, mình cũng sẽ đi chung shopping thì mình cũng sẽ coi cái món này món kia mình thích mình cũng sẽ mua. Nhưng bình thường một mình thì có thể là mình đi vào cái nơi nào đó giản dị để mà tham quan, đi chụp hình, hay là một cái nơi nào đó có những cái cảnh vật thiên nhiên đẹp, chụp hoa, chụp trời mưa gì đó thì nó không có tốn bao nhiêu tiền hết. Nhưng ví dụ như là cái bạn nữ đó là shopaholic, rất là thích đi shopping, rủ là ô anh ơi hôm nay mình đi vào giống như là Takashimaya hay là Vincom gì đó để mà đi mua sắm, thì mình nói ok mình đi theo. Nhưng mà một khi mình đi vòng vòng rồi mình cũng coi ô anh thích cái này anh cũng thích cái kia, thôi mình cũng mua vài món cho vui tại lỡ đi rồi, thì cuối cùng mình đã xài rất là nhiều tiền mà mua những cái thứ nhiều khi là mình không cần thiết. Nhiều khi là món đồ đó đem về mình xài một hai lần thôi, hay là không xài nữa, mình chỉ hứng thú lúc đó và mình mua thôi. Cho nên là nếu mà đi một mình thì mình sẽ xài ít tiền hơn, và đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba cũng là một điều mình nghĩ khá là quan trọng, đó chính là khi những người đàn ông đi về Việt Nam một mình thì họ nghĩ là mình sẽ có nhiều cơ hội để mà tìm hiểu, quen biết và có nhiều bạn bè hơn. Thì để mình giải thích, nói chung là những bạn bè đây không nhất thiết là những cái mối quan hệ tình cảm, cũng có thể là những cái mối quan hệ bạn bè hay là đối tác trong cái công việc của mình gì đó. Ví dụ như mình đi với một người bạn nữ, bạn gái hay là vợ của mình gì đó, thì mình cũng có thể tìm hiểu những người khác, giống như là những cái cặp khác hay là những cái bạn bè mà đi chơi thì mình có thể kết hợp hai nhóm lại với nhau. Nhưng thường xuyên thì tuy là mình có lựa chọn này nhưng mà các bạn sẽ không có làm điều này. Đó là bởi vì khi mà hai người đi chung với nhau thì mình thấy nó cũng khá là đủ rồi. Thì để trở lại cái trường hợp này, lý do đầu tiên mình nói là khi mà mình đi chơi một mình nó rất là dễ dàng và nhanh chóng, không cần phải chờ đợi ai hay là hỏi ý kiến một ai khác khi mình muốn đi vào một nơi nào đó để tham quan, đúng không? Thì cái trường hợp này nó cũng thể áp dụng vào cái điều này, đó chính là nếu mà mình đi chung với bạn gái mà mình kết hợp với những hai bạn nữ khác hay là một cái cặp khác, thì bây giờ đi chơi mình sẽ hỏi ý kiến những người đó, hay là đi tham quan họ đang coi cái này nhưng mình muốn coi cái kia, phải đứng chờ nhau. Hay đi ăn mình muốn ăn đồ chay, họ muốn ăn thịt dê, thịt bò gì đó, mình phải đi theo họ. Thì nói chung bây giờ chúng ta có thể kết nối những bạn bè mới, nhưng mà đa số đi chơi với một người khác thì hai người cứ đi chung với nhau à. Mình muốn chụp hình thì có người chụp, muốn nói chuyện thì có người kế bên. Nó thì muốn đi ăn thì có người đi ăn chung, cho nên mình không cần thiết phải tìm hiểu ai hết. Nhưng một khi chúng ta mà đi chơi một mình, mà các bạn nào mà có những trải nghiệm đi chơi một mình thì các bạn sẽ biết là rất là dễ dàng để mà kết bạn. Những người khác thì họ rất là thích nói chuyện với mình, tìm hiểu là ô mình từ đâu về và cái trải nghiệm đi chơi của mình ở đây như thế nào và những cái nơi nào vui. Nhất là những người khác mà cũng đi chơi một mình thì họ rất là tò mò để tìm hiểu. Và mình đi chơi một mình mình sẽ có nhiều động lực để mà nói chuyện với những người mới hơn. Và mình nghĩ là nếu mà Darren đi chơi lúc nào cũng đi chơi với mọi người khác thì mình sẽ không có những cái cơ hội để gặp gỡ những cái bạn bè mà có những kỷ niệm rất là đáng nhớ, những cái chuyến đi chơi của mình mà mình sẽ không có được nếu mà đi chơi với một nhóm bạn khác. Và những cái điều mình học được trên những chuyến đi chơi từ những người mình quen biết cũng khá là, nói chung là hữu ích cho cái bản thân của mình. Mình nghĩ là mình đã học được rất nhiều điều và gặp gỡ được những cái bạn bè mà có những kỷ niệm rất là vui và đẹp. Cho nên đó là lý do thứ ba tại sao những người đàn ông lại thích đi về Nam một mình. Bởi vì một mình có thể là tự do và có nhiều cái động lực để mà mở rộng cái mối quan hệ và quen biết bạn bè nhiều hơn. Và lý do cuối cùng đó là khi đi chơi một mình thì mình sẽ có những cái thời gian và khoảnh khắc để mà tìm hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà Darren mỗi lần đi chơi những cái thời gian rảnh, ví dụ đang ngồi trong xe hay là ngồi quán cà phê ăn uống gì đó, thì trong những cái khoảnh khắc mà yên tĩnh đó, ngồi ngắm cảnh hay là ngắm mặt trời mọc gì đó, thì mình có thể suy nghĩ và mình có thể tìm hiểu được cái cách suy nghĩ của mình và cái cách nhìn của mình về cái thế giới xung quanh. Nhưng ngược lại, nếu mình đi chơi với một người nào đó hay là một nhóm bạn thì lúc nào mình cũng ngồi đó giống như là trong cái tư thế mà tiếp khách vậy đó. Thì lúc nào mình cũng đang nói chuyện, trò chuyện và suy nghĩ làm sao để trả lời
cái người bạn của mình, cũng như hai người đang đối thoại với nhau. Cho nên mình sẽ không có những khoảnh khắc yên tĩnh để mà ngồi suy nghĩ. Và những khoảnh khắc đó nó đến rất là bất ngờ. Và nhiều khi mình đi sâu vào trong cái tâm hồn của mình để mà tìm hiểu hơn về cái thế giới xung quanh và cái suy nghĩ và cảm nhận của mình về nó. Những cái vấn đề mà nhiều khi mình đang sống ở trong cái đất nước của mình, mỗi ngày mình không có thời gian hay là không có thể đi vào cái nơi đó để mà tìm hiểu và suy nghĩ về nó. Nhưng một khi chúng ta thoát khỏi cái nơi mà chúng ta đang sống và làm việc hay đi học đó, đi một cái nơi mà hoàn toàn khác đó, thì cái tâm hồn chúng ta nó sẽ mở rộng và mình sẽ có cái không gian đó để mà tìm hiểu, tiếng Anh gọi là explore or discover cái không gian đó. Thì nếu mà các bạn nào giống như là Darren thường hay là hướng nội á, thì cũng sẽ biết là mình đang nói về cái điều gì. Còn những cái bạn nào mà extroverted hơn á, cứ là hướng ngoại nhiều hơn á, thì những khoảnh khắc này á, các bạn sẽ cảm giác như rất là buồn và chán. Thì nhiều khi đi chơi một mình thì mình cũng cảm giác như vậy, là ngồi một mình trên xe hay gì đó mà nhìn ra cửa sổ á, thì nhiều khi cũng rất là chán, hay là mình chỉ bật cái video lên điện thoại ngồi coi hay đọc cái gì đó hay là nghe nhạc. Thì những cái người này mà hướng ngoại nhiều hơn á, thì những khoảnh khắc mà yên tĩnh á, họ thấy rất là buồn và nhàm chán. Nhưng mà đối với những người mà thích suy tư và suy nghĩ nhiều thì đây là một cơ hội rất là tốt để mình ngắm mưa rơi và ngẫm nghĩ cuộc sống. Nhìn nó rất là deep. Mình nghĩ rất là deep. Thôi thì video cũng đã dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn đã xem đến cuối phần video. Những bạn nào mà lần đầu tiên đến kênh của Darren thì xin hãy nhớ đăng ký để những video mới ra các bạn có thể vào và xem liền. Và một lần nữa, nếu mà các bạn thích video, hãy nhớ bấm like và hãy comment ở dưới. Có thể là ghi bất cứ cái gì cũng được, hay là nhìn cái smiley mà cười, những cái gì đơn giản thôi. Khi mà mình like và comment phần ở dưới thì YouTube sẽ giúp Darren đẩy video mình đến nhiều người khác hơn, để mình có thể có nhiều người xem hơn nữa cho nó vui. Cảm ơn các bạn nhé, và hẹn gặp các bạn trong những lần video tiếp theo. Bye bye.